Và bây giờ con sẽ tìm hiểu chiếc sạc cao cấp nhất của Nico, đó là chiếc sạc SC4 với khả năng đo nội trở của pin. Đóng gói cũng sẽ có dây sạc và sách hướng dẫn đi kèm. Và đây là chiếc Nico SC4, kích thước khá lớn và có màn hình LCD. Bạn cắm dây nguồn vào. Cái sạc này cũng có điện thế là 220 và có hỗ trợ điện 12V để sạc. Ngoài ra thì nó có cổng USB ra để các bạn sạc các thiết bị điện tử. Trên này cũng có hai nút C và B, có 4 khe. Đây là thông số của Nico SC4, sạc được gần như tất cả các loại pin. Pin to, pin nhỏ sạc được hết. Và pin tiểu, pin trung, pin đũa, pin đại. Và bây giờ tôi sẽ thử các loại pin xem nó tương thích như nào. Đầu tiên ta sẽ thử viên pin dài nhất là 21700. Vẫn vừa, ok rồi. Và viên pin 26650, các bạn để khay ngoài cùng luôn, vẫn vừa. Cái khay này rất là rộng, không như cái D4 bị kích không vào được. Rồi pin 18650 cũng vừa khít. Và pin nhỏ hơn là pin tiểu. Đây tôi đang lắp cả 4 khay pin. Thì cái SC4 này có thêm tính năng, đó là đo nội trở trong pin. Ngoài các thông số bình thường thì ra có thêm đo được nội trở. Các bạn sẽ điều chỉnh cái nút C này để điều chỉnh xem khay pin nào. Khay 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Giả sử xem pin đầu tiên thì là khay 1 thì ta sẽ bấm nút V để xem các thông số. Đấy. Ta sẽ xem được thứ nhất là nội trở pin đang là 70 mΩ, tức là rất tốt. Cái nội trở này càng thấp thì càng tốt. Thông số thứ hai đó là dòng sạc và điện thế sạc. Dòng sạc đây đang là 2A này. Dòng sạc rất lớn. Và điện thế sạc đang là 3,55V. Thông số thứ ba đó là cái dung lượng vào được viên pin này là bao nhiêu. Ví dụ đây đang vào được 22mAh và thời gian sạc là bao nhiêu. Đây, cái này rất là chi tiết. Còn bên này là cái chế độ sạc. Chúng ta thấy có loại pin, điện thế sạc và cách sạc. Tương tự vậy ta xem pin khác. Ví dụ đây là pin thứ hai thì có nội trở là 77mΩ, cũng rất tốt. Và viên pin thứ ba thì có nội trở là 137mΩ, vẫn là tốt ạ. Và cái điện thế sạc chỉ là 1,37V thôi. Đây là loại pin NIMH này. Và dòng sạc cũng thấp hơn, có 500mAh thôi. Viên pin thứ tư có nội trở là 102mΩ. Đây là dòng sạc và điện thế sạc. Còn dung lượng sạc vào là được bao nhiêu và thời gian sạc. Tương tự các loại sạc của Nico, chúng ta có thể điều chỉnh được một số thông số sạc. Ví dụ tôi điều chỉnh khay số 1, bấm vào giữ nút C. Lập tức chúng ta sẽ điều chỉnh được cái phần nhấp nháy này. Ví dụ đây là điều chỉnh được dòng sạc. Các bạn có thể tăng được dòng sạc lên, tối đa sẽ là 3000mAh. Dòng sạc rất lớn đúng không ạ? Bấm nút C tiếp thì ta lại điều chỉnh cái loại pin sạc và điện thế sạc. Các bạn bấm đây thì nó sẽ điều chỉnh các loại pin này và điện thế sạc. V để điều chỉnh nhá, C là để chọn cái điều chỉnh. Đấy, nó sẽ điều chỉnh được điện thế sạc và dòng sạc. Ok, còn bấm vào giữ C để thoát. Với khay số 3 với cái pin NIMH sẽ điều chỉnh được gì nhá, ta lại bấm nút C. Chúng ta cũng điều chỉnh được dòng sạc. Tối đa là bao nhiêu đây ạ? 2000mAh. Tức là muốn sạc nhanh thì ta đẩy cái dòng sạc lên thôi. Các loại pin 3,7V thì mới điều chỉnh được điện thế. Thì đây là cách sử dụng của chiếc sạc Nico SC4. Để tìm hiểu thêm về các loại sạc Nico khác, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.